Vâng, ngày hôm nay em Việt lại tiếp tục mang tới cho các bác chúng ta với một mẫu xe có thể nói là đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại trong phân khúc gầm cao 7 chỗ máy dầu đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc. Một chiếc xe không chỉ mang tới cho các bác rất nhiều công nghệ và tính năng, form dáng thiết kế đẹp hiện đại trẻ trung, và đặc biệt động cơ máy dầu của chiếc xe này nó cũng đã khẳng định được khả năng vận hành, độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Vậy thì ngày hôm nay em Việt mang tới cho các bác với một chiếc xe được sản xuất năm 2021. Và con này của em thì các bác có thể thấy là nó mới chỉ lăn bánh chuẩn 3.9 km nhá, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Chiếc xe này thì em Việt cam kết với các bác là một lỗi nhỏ em hoàn tiền cho anh chị 100%, bao check test toàn quốc để các anh chị chúng ta cảm thấy thực sự là yên tâm khi mà các bác tin tưởng lựa chọn một mẫu xe tại kênh YouTube Việt Xế Chất. Không chỉ vậy, thực sự là chủ nhân cũ đã rất chăm chút và bỏ tiền vào nâng cấp chiếc xe này, phải nói là với một con số mà cũng phải nói là lên tới gần 100 triệu rồi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta mua chiếc xe này với một cái mức giá nó chỉ là giống như là những chiếc xe bình thường ở trên thị trường đang giao dịch, mà chúng ta lại lợi thêm được rất là nhiều những cái chi tiết. Vậy thì chất lượng và chi tiết xe như thế nào thì ngay bây giờ em Việt mời các bác chúng ta dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể để xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu em nó ngày hôm nay không chị nhá. Đầu tiên thì phiên bản này của em thì nó sẽ không có cái màn hình to và cam 360 độ như này. Đấy, nhưng mà chủ nhân cũ thì các bác phải thấy đã nâng cấp lên cho anh chị chúng ta cam 360 độ rất là rõ nét nhá. Đó. Sang thế hệ này thì chiếc xe này của em là sản xuất cuối 2021 thì nó được trang bị là số điện rồi. Đấy, các bác phải thấy là chúng ta sang số bằng những cái nút bấm ở đây. Có phanh tay điện tử auto hold này. Đó, và đặc biệt là chúng ta sẽ còn có là bốn cái chế độ lái này. Đấy, smart được chưa ạ? Đó, comfort, eco này. Đó, sport, đó là những cái chế độ lái của trên chiếc xe này. Đó, rất là nhiều tính năng. Ngoài ra thì các bác có thể thấy là vô lăng của xe này được tích hợp ga tự động cruise control, lẫy chuyển số sport đề nổ start top. Tắp lô trung tâm thì chúng ta có thể thấy là họ kết hợp giữa các cái vật liệu là da màu nâu này. Đấy, may chỉ nhá. Đấy, và trên này là hệ thống loa âm thanh đến từ thương hiệu Harman Kardon. Đấy, cho chất lượng âm thanh thực sự rất là hay. Và các bác có thể nhìn cho em cái khoang lái rất hiện đại và trẻ trung đúng không ạ? Ở đây thì các anh chị chúng ta còn có cảm biến cảnh báo va chạm này, hệ thống điều hòa của xe là hai vùng lập. Và các bác nhìn cho em này. Đây, chủ nhân còn chưa kịp bóc hết ni lông ở trong xe ra. Nó mới đến mức độ khủng khiếp như vậy. Đấy, dù chạy có 3.9 nhưng mà thực sự là nội thất bên trong của chiếc xe này còn rất mới luôn các anh chị nhá. Rất là mới luôn. Tiếp tục thì các anh chị có thể nhìn cho em với cái hàng ghế thứ hai. Đấy, thì đây các bác nhìn này, độ rộng rãi của chiếc xe này. Đó, gầm cao 7 chỗ máy dầu, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và các bác nhìn cho em này, từ ghế ra zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, nội thất này căng đét luôn, chưa vết nhăn luôn các bạn. Đây em quay cho anh chị rất là kỹ này. Đấy, ni lông chưa kịp bóc hết ra luôn nhá. Các bác về các anh chị vẫn có cảm giác bóc tem như trên xe mới vậy. Từ những cái chi tiết túi đằng sau này các bác nhìn này. Đó, đây. Đấy, cửa gió điều hòa, cổng cắm sạc. Vâng, rất là mới, trần thì gần như là chưa một vết bẩn luôn các bạn. Chưa một vết bẩn luôn ngay chị này. Đó, quá ok rồi nhá. Và đây, từ con bản lề các bác nhìn cho em này. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, tablo tapi gần như là chưa một vết xước sát gì luôn. Đấy, hệ thống âm thanh thì đến từ thương hiệu Harman Kardon này, nghe chất âm cực kỳ hay. Và đặc biệt là các bác phải thấy là họ thiết kế loa dạng 3D cực kỳ đẹp mắt. Và phía dưới này thì các anh chị nhìn này, chủ nhân cũ còn dán thêm những cái đề can vân carbon để bảo vệ. Đấy, nên các anh chị để thấy là sơn xi zin nguyên bản của xe thì còn gần như là 100% các chị nhá. Đấy, con này thì cam kết là không một lỗi nhỏ, bao chiếc test toàn quốc luôn. Vậy thì chúng ta có thể quay trở lại với cái hàng ghế trước. Thì với cái phiên bản này thì chiếc xe nó được trang bị là ghế lái là ghế chỉnh điện. Nguyên bản nó chỉ có một ghế lái thôi, nhưng mà chủ nhân cũ còn nâng cấp lên các bác cả ghế phụ cũng chỉnh điện luôn. Đó, cả ghế phụ cũng chỉnh điện luôn nhá. Nội thất ghế da hai màu này, ghế lái mà các bác nhìn về này. Đó, nét căng luôn. Cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Đấy, xe bảo dưỡng định kỳ trong hãng nhá. Đây, các bác có thể đem đi check test thoải mái giúp em này. Cốp điện, cân bằng điện tử chống trơn trượt và phanh tay điện tử chúng ta có ở dưới này. Đây, và từ cái chi tiết bản lề các bác nhìn giúp em. Đó, rất mới luôn. Vâng, rất mới luôn. Gần như là chủ cũ người ta đi, người ta không để lại một vết bẩn, một vết xước sát nào ở trên xe. Gương chiếu hậu là chống chói nhá. Đó, và đây các bác nhìn giúp em này. Ghế phụ này. Đấy, vô lăng cần số quá đẹp luôn. Tablo tapi các bác nhìn này. Đấy, rất mới luôn. Cam kết với các anh chị chúng ta là không mất 1 cm keo chỉ nào luôn nhá. Đấy, và đây cái mà vâng. Vậy thì trước mặt các anh chị ngày hôm nay thì em Việt mang tới cho các bác chúng ta với một cái mẫu xe gầm cao 7 chỗ đến từ thương hiệu Hyundai. Một chiếc Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn máy dầu, sản xuất là năm 2021. Đương nhiên là các bác có thể thấy là
bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cái la răng phay hình ngôi sao như này. Đấy, và chủ nhân cũ thì đã nâng cấp lên cho các bác cái la răng của phiên bản full rồi. Đó, rất đặc biệt đúng không ạ? Riêng bộ la răng này thì các bác có thể thấy là cũng phải tốn vài chục triệu đúng không ạ? Và lốp thì đương nhiên theo xe cả dàn nhá, xe nó chạy chuẩn có hơn 3 vạn thôi, 3 vạn 8 chuẩn nhá. Nhà các bác nhìn này. Đấy, lốp theo xe cả dàn mà gai lốp vẫn còn rất là dày. Đấy, cam 360 độ cũng đã tích hợp thêm. Đó là cái tính năng mà chủ nhân cũ đã nâng cấp lên vì bản tiêu chuẩn nó sẽ không có cam 360 độ như này. Đấy, đèn LED định vị ở trên gương chiếu hậu. Vậy thì tiếp tục chúng ta có thể đi về cái phần đầu xe thì các bác có thể nhìn cho em. Phải nói Santa Fe thực sự là có một cái thiết kế rất đẹp mắt, hiện đại và trẻ trung đúng không ạ? Hệ thống đèn pha thì các bác có thể thấy là nó được trang bị với những giải đèn LED này, kết hợp với hệ thống đèn pha chính được trang bị hai bóng đèn bi Victor. À, đặc biệt là bản tiêu chuẩn nó cũng sẽ không có cái mặt ca lăng mạ chrome như này. Đấy, mà các anh chị thấy là chủ nhân cũ đã nâng cấp lên các bác với cái mặt ca lăng mạ chrome như này anh chị nhá. Đó, rất đặc biệt. Vâng, thực sự là bác chủ cũ phải nói là bỏ ra rất là nhiều tiền để mà nâng cấp lên cho chiếc xe này một cách toàn diện như vậy. Đấy, vâng. Và ngày hôm nay thì chúng ta mua chiếc xe này với giá của một chiếc Santa Fe tiêu chuẩn, nhưng mà các cái chi tiết option thì nó lại là của bản full dầu. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Vâng, và các anh chị có thể đây nhìn cho em này. Đấy, khi mà lên cái bộ la răng các bác nhìn nó khác biệt hẳn so với cả bản tiêu chuẩn đúng không ạ? Và máy dầu công nghệ Smart Team thì em đang để nổ máy đấy, nhưng các bác có thể thấy là máy nổ rất là êm. Hôm nay thì mưa gió thì em cứ quay tại showroom của bên em để cho các bác có thể tham khảo nhá. Thì địa chỉ hiện tại của em Việt thì các bác có thể thấy là ở số 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Được chưa? Và hotline của em Việt thì vẫn là 0968 22 859, để cho các bác có thể tham khảo cũng như lựa chọn. Được chưa? Vậy thì tiếp tục đi về phần đây, một cái chi tiết nữa mà chủ nhân cũng đã nâng cấp lên cho các bác, đó là cái bên phía ghế phụ này. Đấy, thì như em nói là nguyên bản thì bên ghế phụ bản tiêu chuẩn nó sẽ không có ghế chỉnh điện. Đấy, nhưng các anh chị thấy là chủ nhân cũng đã nâng cấp lên cho anh chị rồi. Đấy, và như em nói là ni lông các bác nhìn này, chưa kịp bọc hết luôn. Đấy, mới khét lẹt luôn các anh chị nhá. Đó, bao zin nguyên bản toàn tập cho các bác từ A đến Z, một lỗi nhỏ em Việt hoàn tiền cho các anh chị 100%. Được chưa? Đấy, vì cái mức giá hiện tại của xe này nó vẫn còn khá là lớn, nên là các bác có thể là cứ đem đi check test đi. Đấy, và showroom em Việt thì ngay cạnh Hyundai rồi, thì các bác có thể là đem ra hãng check lại một lần nữa trước khi chúng ta giao dịch. Đó, nguyên zin nguyên bản từng nóc nhá, con này là full lịch sử bảo dưỡng hãng. Đấy, nên chúng ta có thể đem ra hãng check cái là ra ngay. Đấy, hàng ghế sau này quá đẹp luôn. Đó, các bác thấy các chi tiết của nó vẫn còn rất là mới, rất là mới các bạn. Đấy, ghế này càng đẹp. Đây, lưng ghế đây. Đấy. Đấy, các bác nhìn giúp em. Và phải nói là không có từ gì để chê luôn nhá. Bây giờ tiếp tục đi về phần đuôi phía sau thì các bác có thể nhìn giúp em này. Đấy, với phiên bản này thì nó được trang bị hệ thống đèn pha, đèn hậu. Đấy, thì nó là LED nhá, với những giải đèn LED thiết kế rất đẹp mắt. Đèn xi nhan đây, được chưa? Và có cảm biến cảnh báo va chạm. Vâng, có cảm biến cảnh báo va chạm nhá. Quay qua một chút các bác phần gầm này, để các anh chị chúng ta có thể nhìn. Con này thì không bàn về chất rồi, gầm nó quá đẹp luôn này. Lốp dự phòng còn chưa lần chạm đất luôn, anh chị nhìn cho em này. Đấy, nó đẹp đến mức độ như vậy. Đấy, cốp thì đương nhiên là vẫn là cốp điện rồi, chúng ta chỉ cần ấn nhẹ thôi. Đó, thì các bác có thể thấy là cốp nó sẽ tự động mở lên như này. Và thực sự là Santa Fe nó mang tới cho chúng ta với một cái không gian nội thất rất là rộng rãi, với 3 hàng ghế. Trong trường hợp các anh chị chúng ta không đi đến hàng ghế thứ 3 thì các bác có thể là gập nó lại như này, thì chúng ta sẽ có cái cốp để đồ cực kỳ là rộng nhá, cực kỳ là rộng. Đấy, và chủ nhân rất là cẩn thận khi mà làm thêm cho các bác những cái lót da để bảo vệ, chúng ta để đồ nó không để lại vết bẩn. Đấy, phía đằng sau này thì các anh chị có thể thấy là chúng ta có thể là chỉnh tốc độ gió này. Đấy, chỉnh tốc độ gió của điều hòa nhá, cổng cắm sạc USB này. Đấy, cổng cắm sạc 12V bên này cũng có. Đấy, và dưới này cũng có loa nhá, loa Harman Kardon luôn các bác này. Đó. Đấy, và cái chi tiết nhựa các bác nhìn cho em này, nó còn quá mới. Vâng, quá mới luôn. Đấy, vâng, và đặc biệt là chúng ta có thể gập cái hàng ghế thứ hai thông qua cái nút bấm đây. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, chúng ta gập. Đấy, gập phẳng lại. Đấy, chúng ta sẽ có một không gian cực kỳ rộng ra, các bác nhìn cốp khi mà gập ghế. Nó quá rộng luôn. Đấy, và như em nói nhá, cam kết với các bác là nguyên zin bản này. Đây. Đấy. Và các anh chị thấy ok chưa? Và thực sự là chiếc xe này các bác có thể thấy là chủ nhân cũ đã rất chăm chút đúng không ạ? Và độ lên cho nó rất là nhiều những cái option mà chúng ta chỉ thấy ở trên phiên bản full dầu thôi. Đấy, và mà riêng những tiền độ này thì cũng phải tốn của chủ nhân cũ rơi vào khoảng 100 triệu. Được chưa? Và vậy thì nội thất và ngoại thất chiếc xe quá đẹp rồi. Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác cái khoang động cơ để các anh chị ta có thể đánh giá cái chất lượng hiện tại của xe nó như thế nào sau khoang gia dụng được không ạ?
Vâng, và như đây là khối động cơ 2.2 máy dầu công nghệ turbo với công nghệ Smart Trim mới của Hyundai. Có thể nói là máy dầu nhưng bây giờ nổ như êm như máy xăng. Và đây các bác có thể thấy giúp em nhé. Đấy, tất cả từng đốc vẫn còn nguyên vạch sơn đánh dấu như trong hãng ra này. Máy đang nổ, em Việt đang để nổ thì các bác có thể thấy là máy nổ rất là êm. Đấy, và từ cái ụ giảm xóc này, cabo này, đó, tất cả tình trạng xe là nguyên di nguyên bản hết toàn tập cho các chị nhé. Đấy, các bác nhìn giúp em này, máy đang nổ nhưng phải nói là rất êm nhé. Và tất cả còn nguyên vạch sơn. Đấy, các bác thấy giúp em này. Đó, như này thì các bác đã cảm thấy yên tâm về chất lượng chưa? Các bác nào chưa cảm thấy yên tâm thì các anh chị như em nói là có thể là đem đi check test thoải mái trước khi chúng ta giao dịch nhé. Đó, cực kỳ là ok luôn. Vâng, vậy thì ngày hôm nay để có thể sở hữu cho mình được chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu tiêu chuẩn sản xuất năm 2021 mà chủ nhân cũ đã nâng cấp lên cho các bác gần như là full kịch đồ chơi rồi. Và với mức giá em Việt đang chào bán cho em nó chỉ còn có là 1 tỷ 030 triệu dành cho chiếc xe này. Đấy, thì bác nào quan tâm và yêu mến thì xin mời các chị ta xuống với địa chỉ hiện tại của showroom em Việt ở 468 đường Nguyễn Đăng Bằng, thành phố Hải Dương để có thể là lái thử, cảm nhận chất lượng cũng như là để đánh giá chiếc xe này nó xứng đáng với cái mức giá để các chị ta bỏ tiền ra sở hữu em nó ngày hôm nay không nhá. Thì đây là biển hiệu showroom bên em. Đấy, các bác có thể thấy số hotline của em Việt được chưa ạ? Để các bác có thể alo theo em nhá. Đấy, 0968228889. Ok không ạ? Và một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị chúng ta có một ngày thật vui vẻ. Hôm nay mưa gió thì quay trước cửa showroom để cho các bác có thể tham khảo nhé. Và hẹn gặp lại các anh chị trong những lần báo giá tiếp theo của kênh YouTube Việt Xe Chất.